dân dùng xe để rửa xe luôn. Bây giờ là 5 giờ kém 5 ngày 26 tháng 10. Tôi đứng ở ngã ba Long Châu. Đây là con hẻm trước cửa nhà tôi, bây giờ đã biến thành một con rạch nước rồi. Nước đã đến mấp mé và bật thêm nhà. Hầu như các gia đình đều phải đắp đê bao chắn nước vào đấy. Bà Thi đang phải tắt nước ra đấy, quá trời nó còn lên rồi anh không. Nước mênh mông khắp nơi. Bây giờ là 5 giờ 10 và theo nhận biết của tôi thì nước vẫn tiếp tục lên. Các bạn thấy nước từ sông Cái, sông Cổ Chiên vẫn đang tiếp tục dâng. Còn trong vòng 3 ngày nữa nước vẫn lên.